Xin chào các bạn, sau đây tôi sẽ giới thiệu tủ đồ nghề Yato IT 55300 177 chi tiết. Như trên màn hình các bạn đang thấy, đây là nguyên kiện của nhà sản xuất chuyển về Việt Nam. Tủ có 4 bánh xe, hiện tại là trong quá trình vận chuyển thì không 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 lắp bánh, và sau này tôi sẽ lắp bánh để cho các bạn xem. Những thông số cơ bản của tủ như sau. Tủ có kích thước là 975 x 765 x 465 mm. Trọng lượng của tủ là 76 kg. Tủ có 12 khay là mặt nhựa, chịu tải đến 450 kg. Ngăn kéo nhỏ có tải trọng là 25 kg và ngăn kéo lớn là 35 kg. Có khóa trung tâm. Hai bánh xe đằng sau là có khóa. Tủ có hai lớp sườn. Bánh xe thì có phi là 125 mm. Đây là toàn bộ hình ảnh của tủ và những cái khay chi tiết. Sau đây tôi sẽ tháo vỏ và lắp bánh vào và giới thiệu từng khay sản phẩm một để cho bạn xem. Đây là khóa của tủ. Tủ sẽ gồm một hai chìa, một chìa khóa sơ cua và một chìa khóa chính. Là toàn bộ bánh xe và ốc để lắp bánh xe. Đây là sản phẩm Yato IT55300. Sau khi tôi đã lắp đặt hoàn thiện thì xe có 4 bánh, hai bánh sau là dẫn lái và có khóa an toàn để cho cố định xe trượt ở trên những cái vị trí như dốc hoặc là để trong xưởng, tránh có người di chuyển. Đây là mở. Điều khiển xe rất dễ dàng ạ. Đây, rồi tôi sẽ cố định ở đây và tôi sẽ đi sâu hơn vào sản phẩm. Đây là mặt mặt nhựa chịu lực, có thể chịu lực đến 450 kg. Tủ có 6 ngăn kéo, mỗi một ngăn nhỏ là tải trọng được 25 kg và ngăn lớn là 35 kg. Ở sườn có bọc những cái lớp cao su mềm để chống va đập. Có một khóa chính ở đây, một ngăn kéo sẽ có những cái chốt an toàn để tránh trơn trượt, và tủ có hai lớp sườn ở hai bên rất dày dặn, thép sơn tĩnh điện cao cấp. Ngăn kéo đầu tiên thì sẽ gồm có 3 cây clay. Clay hai đầu tròng. Hai đầu tròng. Clay vòng miệng. Clay vòng miệng sẽ kéo độ dài từ 8 từ 6 cho đến 32 mm. Tất cả các clay được sắp xếp vào các khay nhựa rất là ngăn lắp. Trong quá trình sử dụng mà chúng ta mà bỏ ra mà không để vào thì có thể thấy luôn là thiếu clay. Khay tiếp theo là khay tua vít. Đây gồm có 7 cái tua vít 4 cạnh và 7 cái tua vít 2 cạnh.
và một khay kìm. Bộ kìm gồm có kìm cắt, kìm vuông, kìm nhọn và kìm mũi cong. Bốn loại kìm luôn ạ. Ba khay tiếp theo thì có một khay tay vặn tuýp từ 10 cho đến 32, tay vặn 1/2 inch, tay chệt, tay trượt, tay lắt léo, đầu lắt léo và mở buji 21-16, tuýp mở ngắn. Và đây là khay khẩu dài 1/2 inch, kéo dài từ 8 mm cho đến 21 mm, khá chi tiết ạ. Và tiếp đây là bộ tuýp tay vặn 3/8 inch, có khẩu từ 6 cho đến 19 22, để tay vặn 3/8 inch, tay nối dài, tay nối ngắn, đầu rất néo và tay vặn trượt. Vâng, cuối cùng là ba khay khay tay vặn 1/4 inch, cũng là đầu khẩu nhỏ nhất từ 3.5 mm cho đến 14 mm, và các khẩu từ 8 mm cho đến 14 mm khẩu dài. Còn đây là một tay 1/4 inch, đầu nối rất néo, đầu nối ngắn, đầu nối dài, và một tay vặn số vít 1/4 inch, tay vặn tê trượt. Thế đến là khay mũi vít lục giác hoa thị 6 cạnh và 12 cạnh, gồm có một đầu 1/2 inch và một đầu 3/8 inch, có thể kết nối với nhau. Ở đây là một khay kìm, là khay búa, có búa nhựa, búa sắt và ba cái đột. Những ngăn tủ to này thì có tải trọng là 35 kg, khá là chắc chắn. Sau khi tôi khóa tổng lại thì tất cả các ngăn kéo đều được cụ khóa và không thể mở được. Khóa của Yato là khóa tròn chống trộm, rất là hiệu. Các bạn có thể theo dõi đây ạ. Để kiếm được một cái khóa này thì thị trường rất là khó, rất là đặc thù của Yato. Di chuyển trong xưởng khá là tiện lợi. Nhà tôi có rất là nhiều tủ khác nữa, và tủ đồ nghề, tủ đựng đồ nghề đem một trong những cái tủ điển hình và cơ bản nhất của nhà tôi. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào.